Sáng chào anh em. Thì bây giờ thì hôm nay á, thì hôm qua là mình khui thùng, còn hôm nay là Sang sẽ báo giá trực tiếp cho anh em luôn đó, để anh em có thể dễ dàng chốt đơn ha, để anh em nhắn khi Sang chưa có coi kịp và cũng chưa có giá cụ thể thì hôm nay Sang báo luôn. Quay cận đây thì hôm nay á, anh em khi mà anh em mua một cái sản phẩm mới về này thì cái chương trình này Sang sẽ áp dụng bữa nay là thứ năm thứ sáu gì đó, thì sẽ áp dụng hết một tuần hàng mới về, thì cái giá cái kỳ này nó sẽ tốt hơn, khi mà mới về nó sẽ tốt hơn cho anh em từ trước tới giờ, giá cực kỳ tốt luôn. Thì ở đây là sang về cái mẫu, những cái mẫu mà anh em ưa chuộng mua nhiều ha, ví dụ như cái 320 này. Đây là cái thùng đồ nghề của Tesco 320. À, riêng cái thùng này á, cái thùng mà cái dạng T á, T350 á, ở T3280 á. Cái dạng này nè, dạng mà nó mo lên nè. Thì nó có in cái chữ Tesco ở trên cái nắp Tesco nè, in trên nắp ha. Mà riêng cái thùng này á, thì nó chỉ có dập cái chữ là Japan. Mà cái bao bì của nó thì nó lại là thích con nha. Đây, từ đây. Đó. Bên ngoài thì nó chết cô bao bì. Bên trong nó sẽ không nhập chữ chết cô mà nó chỉ nhập chữ Made in Japan thôi. Japan. Nè, nó chỉ nhập chữ Made in Japan. Nghe không? Thì cái này á, anh em thấy là nó rất là gọn. Gọn vô cùng. Ta có thể mua nhiều hộp, ta để ở trong cái tủ đồ nghề của mình cũng được luôn, hoặc là trong xe rồi đó, cầm theo rất là gọn. Và cái màu là cái màu quân đội, nhìn rất đẹp. Cái này á, ưu điểm của nó anh em sẽ thấy rằng là nhiều, có thể là một số anh em á, là thích cái thùng nó dày, thùng nó dày, nhưng mà thực tế á, hãng nó không có làm dày bởi vì nó rất là nặng nè so với thùng nhựa. À, thùng sắt thì nó đã nặng rồi, cho nên người ta làm vừa phải thôi, nó không có mỏng anh. Cái Tesco này á là của hãng Toyo ha, của hãng Toyo nó làm. Tesco thực tế là nó chỉ là một cái tập đoàn thương mại thôi, chứ nó không có, nó nhiều lĩnh vực á, nhưng mà nó không có, tức là nó không sản xuất đó, gia công cho nó cái bọn này. Chỉ có cái thay đổi cái tên thôi, chứ còn kiểu dáng giữa Toyo và Tesco y chang nhau, không khác gì hết ha. Thì ở đây cái này là cái mã của nó là 320 ha, 320 T320 T320. Cái 320 tức là nó đang nói cái chiều dài của cái này nè hả, và chiều ngang của cái này là được 14 cm, chiều dày lên là 8 cm ha, hơn 8 cm chút xíu. Đó. Nó một khóa. Nó có khoang này thì chúng ta có thể móc khóa lại. Móc khóa lại ở đây ha. Rất là gọn luôn. Đặc biệt đối với thùng đồ nghề của Toyo hay Tesco gì đó. Cái ưu điểm mà cái công nghệ, cái kỹ thuật của mà hãng á, nó làm á, đó là cái thép cán nguyên tấm ra, không có một cái mối hàn nào hết. Như hãng nó nói là làm như vậy thì cái thùng của mình nó sẽ bền và nó không, nó lâu bị rỉ sét ha, tức là nó sẽ không có cái chấp nối mối hàn bất cứ đâu hết. Như cái phần này nè, anh em thấy là nó thật sự là không phải cái làm thì chắc có thể là nó làm được, nhưng mà cái giá thành nó sẽ cao đó. Cái những khác nó rẻ tiền cho nên là nó không làm được những cái công việc như thế này. Đó là ở đây nó không có một cái, tức là nó liền luôn. Cái hai cái này nè, nó dập cái khuôn, nó uốn lại nó liền với cái tấm này luôn. Chứ nó không phải là cái miếng này nó không có hàn nha. Cái miếng này nó không có hàn mà nó nguyên một cái như thế này, nó dập ra, uốn lại. Đó, cái này không biết làm sao nó xỏ vô rất là hay nha. Tức là phía bên đây nó đâu có cái chỗ để xỏ vô đâu, không có chỗ xỏ vô. Nó đút qua đây nó uốn sao không biết, mà nè, không có một cái lượm thợm nào hết, không có cái sự dư ra bất cứ cái gì.
Cho nên là anh em thấy là để mua cái thùng đồ nghề như vậy thì thứ nhất là anh em cần cái yếu tố bền, thứ hai nữa là cái kỹ thuật của người ta làm một cái thùng ra nó sắc sảo, chất lượng ha. Nó tuy là một cái thùng đồ nghề đơn giản thôi, nhưng mà để mà làm được một thùng đồ nghề như vậy không phải đơn giản. Nếu mà không có kỹ thuật và máy móc hiện đại, Made in Japan. Thì cái thùng này á, giá của nó ở đây á là hôm trước là 420.000 T320 ha. Hay cái mã đặt hàng của nó là T320 hoặc là anh em nhắn cái TR3502 cũng được. Và giá của nó là 420.000. Thì hôm nay khi mà anh em mua tức là mua như thế này á, Sang sẽ khuyến mãi giảm 15% ha, 15% áp dụng cho tất cả các hình thức thanh toán, 15% ship code thì anh em trả phí ship, còn chuyển khoản thì bên mình bao ship. Ship code thì anh em trả phí ship ha. Bây giờ là 420 thì khi mà anh em mua sẽ được giảm 15%, tức là chúng ta được giảm tới nhiều lắm nha anh em. Tại vì chỉ so với cái đợt trước là khá là nhiều á, chỉ còn có 357.000 thôi, 357.000 mà anh em chuyển khoản nữa thì sẽ được reship luôn ha. Rồi nếu mà anh em mua từ 2 thùng trở lên, tại vì mình hôm qua mình đã nhận đơn của những anh em là người ta mua 2 thùng, một người mua 5 thùng, thì cái thùng khi mà anh em mua 2 thùng trở lên thì Sang sẽ khuyến mãi giảm 20% ha. Khi mà anh em mua 2 thùng, lưu ý là 2 thùng nha, và chỉ áp dụng trong hết 1 tuần giảm khi mua 2 thùng là 20%. Rồi bây giờ Sang chuyển qua cái size kế nữa, đó là 350, cái này là 320. 350 thì đây, hôm trước nó có hai màu, đó là cái màu xanh này và cái màu xám này, nhưng mà cái màu xanh hôm rồi anh về á, và màu xám thì cái màu xám anh em lại chọn mua nhiều hơn, cho nên là quyết định lần này là nhập màu xám trước ha. À, khi nào mà đợt sau thì mình sẽ có cái màu xanh, mà đợt này thì màu xám. Màu quân đội đó, cái màu nó không phải là xám ấy nha, màu xanh nó xanh ghiêu ghiêu với quân đội đó. Sơn tĩnh điện rất là đẹp, cái màu sơn anh em nhìn nó mịn màng, nó nói chung là cái chiếc xe máy, cái màu sơn xe máy sao nó như vậy ha. Ở trên video thì chúng ta nhìn thực tế như thế nào thì ra ngoài nó y chang như vậy luôn chứ không phải như cái những cái đồ của ông Trung Quốc thì ông nhìn trên hình rất là đẹp bóng bẩy, nhưng mà thực tế ra bên ngoài nó liệu yểu rất là nhiều ha, nó mỏng hơn cái này phân nửa, mỏng hơn cái này phân nửa, và nó không có được những cái chi tiết kết cấu như thế này đâu. Cái điều đặc biệt mà anh em để ý đi khi mà mua cái thùng này, đó là cái chỗ này nè, chúng ta sẽ không có thấy được cái chỗ nào để mà xỏ cái cọng dây vô liên kết giữa hai cái nắp này, cho nên là hai cái nắp này nó mở ra mở vô rất là bền, nó không có bị sứt tầm bậy lâu, dường như là không có cái chuyện sứt, nó sẽ mớp mép theo thời gian nếu mà anh em xài nó quăng quật nó nhiều quá, hoặc là chúng ta để cài gì đó thì bất quá thì nó sẽ có cái chày chùa, chứ nó không có chuyện mà nó xức cái nắp này ra. Và khi mà anh em thấy một cái thùng đồ nghề á, xịn á, đây đóng lên á, nó sẽ không có bị xuyên qua xuyên lại. Thường là nếu mà cái đồng giỏm á, anh em đóng xuống vô, đóng xuống nó sẽ chắc ăn với anh em là nó sẽ bị xuyên qua xuyên lại, nó không có khớp đều đâu. Nhưng mà đó là khớp đều. Cái đây Tesco này ha, cái tên này nó đóng cho Made in Japan, cái này là nó dập luôn. Cái này là 350 ý là chỉ chiều dài 350. Cái chiều ngang của nó đó, chiều ngang của nó thì được là 14.5 14, tầm khoảng hơn 14 tí xíu. Cái chiều cao ở đây là được là 11 cm. Thì nếu mà anh em mua đựng cái không gian đó, đựng đó, chúng ta nên mua cái này, nó sẽ đựng được nhiều món hơn nè.
trên này nó hổng lên, để mà chúng ta khi mà chúng ta để nó đầy quá vẫn đậy nắp được bình thường. Đó, nó ấy lên ha. Cái 350 này, 350 này giá của nó là 545.000. À, 545.000 và giá khuyến mãi giảm 15%, tức là 545 giảm 15%, tức là còn có 463.000 cái này. 463.000 áp dụng cho mọi hình thức ha. Ship code thì anh em trả phí ship, còn mà anh em chuyển khoản thì bao ship. Đó. Rất là đẹp luôn. Nói chung là thùng rất là ưng ý, anh em nhìn nó khác hoàn toàn. Thử mua cái xài thử coi nó làm sao. Ha. Coi nó có nó phép không ha. Nè, những cái chi tiết của nó dường như là nó không có cái vấn đề mà thấy luôn. Đây là cái công nghệ nó nguyên cái tấm ton nó ép ra, nguyên cái tấm thép chứ không phải ton nha, nguyên một tấm thép đó, nó dập thành khuôn ra một cái thùng như thế này luôn, chứ nó không có hàng, tức là nó không những cái khi mà có một số đơn vị nó sẽ cắt cái này, nó hàng xong nó sơn lại chúng ta sẽ không thấy, nhưng mà khi mà cài ra thì cái chỗ này nó sẽ thấy. Rồi thì cũng giống như cái sản phẩm kia đó, chúng ta sẽ được giảm 15%. Rồi tiếp tục lại thùng ngắn hơn i 280, anh em nào mà muốn nó gọn hơn á thì mua i 280 ha. Đó. Thì cái này là màu xanh, nhìn nó cái màu xanh này nó được cái là anh em xài nhìn nó xài nó sẽ cảm giác là nó mới hoài, nó không có cũ ha, nhìn nó cảm giác nó mới hoài, rất là đẹp nổi nè. Bên ngoài cầm cái thùng này lên là mê liền. Thì nó kích thước của nó đó, cái kích thước của nó là chiều dài là 280, chiều ngang của nó là 14.5 và chiều cao lên là 11.5 ha. Cái i 280 này thì giá của nó là 473.000 cái sản phẩm này, và vẫn được giảm 15% ha. Trong cái tuần này khi hàng mới về, giá này rất là cạnh tranh luôn. Rồi đó là ba cái thùng đồ nghề của Tesco. Ở đây sang có cái mẫu khay nhựa hôm qua giới thiệu rồi, thì hôm nay giới thiệu sơ lại thôi. Về kích thước cái chiều ngang của nó là được 18-19 cm phủ bì, chiều dài của nó là 25 cm, và cái chiều dày lên là được là 40 ha. Thì cái phần này nè, nó sẽ hai cái nắp và cái phần dưới nhựa dưới này á, nó khác nhau. Ở trên này là cái này là nhựa trong đó là cái chất liệu là polycarbonate, không biết là polycarbonate là như thế nào. Nói chung là nó rất là trong và dày. Còn cái này nè, dưới này nó mới xịn nè. Đây là nhựa PP, nó cực kỳ dày luôn, khá là dày nha, dẻo. Rồi dưới này là nhựa dẻo, nhựa dày. Và ở đây nó chia ra những cái ngăn nhỏ này á, mỗi cái ngăn nhỏ vuông như thế này là vuông là 30 cm một cái ngăn vuông như thế này. Và ở trong này nó sẽ chia ra những cái ngăn nhỏ nữa hả. Thì anh em muốn xài như thế nào anh em cứ hả, chúng ta muốn cái khay này nó bự nè, chúng ta muốn cái khay này nó nhỏ nè ha, chúng ta muốn xài nhiêu đó thì kích thước chúng ta mở ra ha, gắn vô. Hoặc là chúng ta đựng một cái, ví dụ như đây là tôi đựng một cái vít nó tới dài tới một tấc rồi, thì gỡ ra bớt, gắn qua đây bớt hả, để vít vô đây một tấc vô đây ha. Ở đây khi mà chia đều ra thì nó được 36 ô, rất là xịn luôn ha. Made in Japan, đây của Mayho. Thì cái này là của engineer nó bán, nhưng mà được gia công bởi Mayho ha, Made in Japan. Thì giá của cái khay này á, giá của cái khay này, cái này là cái khay này, mã đặt hàng của nó là EN022, và giá của nó là 377.000 sản phẩm này, và được giảm 15% trong hôm nay. Nếu như anh em mua từ 2 khay trở lên sẽ giảm 20%,
từ 2 khay nha, giảm 20% và áp dụng cho mọi hình thức. Đó. Áp dụng cho mọi hình thức. Rồi, còn đây. Khuyên đây. Rồi vào đây. Đây là những cái khay nhỏ. Đựng ống vít nè. Đựng ống vít rồi đó. Nè. Rất dễ thương, gọn gàng. Made in Japan nè. À. Cầm trong tay gọn vô cùng. Đựng ốc vít rồi đó, nhất là những cái đầu cót anh em mà đi sửa chữa rồi ha, bỏ vài con thôi, không xách theo nhiều, vài con phổ thông nhất sử dụng đó. À, mỗi cái hộp như thế này. À. Thì một cái hộp như thế này giá của nó là 65.000 một cái, 65.000 một cái. Cái kích thước của nó đó. Kích thước của nó nè là chiều ngang đó là 11.5 chút xíu. Chiều này á là 85 ly. Tức là 8.5 cm. Dày á là được 2.5 cm. Tức là 25 ly. À, nó cái này nó sẽ có nhiều cái hộp như thế này ha. Để đựng. Thì khi mà anh em mua từ 2 cái trở lên thì sẽ được giảm 15%. Áp dụng khi mua 2 cái nha. 2 cái tức là 65.000 một cái, mua 2 cái sẽ giảm 15%. Mua từ 5 cái sẽ giảm 20%. 5 cái nha. 5 cái thì giảm 20%. Cái mã đặt hàng của cái thằng này đó là mã N021, N021. Tiếp tục là cái sang giới thiệu cái kìm Basic 59 của Engineer. Thì hôm rồi sang bán cái màu tím và màu xanh, đó hai màu. Nhưng mà đợt này thì chỉ có màu xanh. À, hỏi ra thì cái màu tím lý do là nó cái màu tím là có một cái đơn vị công ty ở bên Nhật á. Họ giặt, tức là họ đặt cái màu tím riêng biệt cho họ. Cho nên là khi mà mua từ Engineer luôn á, mua từ Engineer luôn thì nó không có bán cái màu tím cho mình. Nó sẽ bán cái màu xanh. Bởi vì cái màu tím đó nó đã bán cho công ty kia, làm cho một cái công ty ở bên Nhật á, họ vi phạm nếu mà bán cái màu tím, cho nên là chỉ bán màu xanh thôi. Thì màu xanh với màu tím nó thì chang nhau. À, Engineer thì nó có một cái cây, cái Vam, cái hiệu Vam Leo gì đó bên Mỹ đó, màu đỏ thì cũng của nó luôn, từ Engineer ra. Thì đặt cái Engineer này nhìn bên ngoài chúng ta thấy là nó thiết kế rất là ngầu, rất là nam tính, kiểu nó giống như là một cái con robot hoặc là siêu nhân vậy đó. Ở đây nó có một cái đặc tính hay, đó là cái phần miệng nó sẽ tháo những cái con ốc mà nó bị toe đầu. Lưới là ốc, những ốc mà nó khi mà chúng ta dặn vít nó bị toe rồi, chúng ta không thể sử dụng vít được nữa, thì bắt buộc chúng ta sử dụng cái này, chúng ta vặn ra ha. Ta kẹp vô thế này, chúng ta siết ra thôi. Và nó có cái hay nữa là cái miệng của nó, cái răng của nó đan vào nhau. Nó đan vào nhau chứ không phải là nó đối xứng nhau. Những cái kìm điện khác thì nó sẽ đối xứng nhau ha. Nhưng mà cái này nó sẽ đan vào nhau. Đan vào nhau khi mà chúng ta kẹp giữ một cái tấm kim loại và bất cứ cái thứ gì, một cái tấm như thế này, thì hai cái đó nó sẽ bấm vào nhau. Chúng ta cầm cái lực nó sẽ nhẹ bớt đi, nhưng mà vẫn giữ chắc được cái tấm này, chúng ta gịch được ha. Còn ví dụ như cái bình thường chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải sử dụng nhiều lực hơn thì chúng ta đè cái kìm xuống, chúng ta gịch ha, mà nó vẫn tuột. Còn đối với cái này nó sẽ đan vào nhau thì nó rất là hạn, bám rất là chắc luôn. Đó là cái công năng hay của cái chiếc kìm này ha. Đặc trưng của chiếc kìm này là cái chỗ đó đó. Tháo ốc hư, kẹp giữ nó rất là chắc. Cái này á, đối với cái kìm này thì độ cứng Sang đánh giá là thua cái kìm Tishnoda mà Sang đang bán, hoặc là một cái kìm của Fuya, những cái kìm xịn của Fuya chẳng hạn, thì cái độ cứng của nó không bằng. Độ cứng ở đây nó để trên thông số đây là được 60 cộng 2, tức là nó có từ 58 đến 62 đó, từ 58 đến 62. Nó cắt theo như cái thông số này thì nó cắt được dây cứng là 3 ly 2, tức là dây thép rồi đó là 3 ly 2 ha. Nó khi mà nó cắt dây thép nó không có để là dây stainless coil, tức là nó không có phải là dây inox,
Cho nên là anh em khi mà anh em cắt dây nóc thì chắc chắn là nó sẽ có để lại dấu vết hằn ở trên cây kìm, bởi vì cái này nó cắt được thép thôi. Đó. Cho nên là anh em có anh em khiếu nại là sao nó cắt cái cam dây nóc nó bị nhăm. Thì cái này là kìm người ta thông số ta để rất là gọn, không có cắt dây nóc ha. Dây nóc tuy là nó bây giờ anh em cắt nhỏ đi chăng nữa, nhưng mà cái độ cứng á, cái sợi dây nó nhỏ nhưng mà cái độ cứng nó tới 60 mấy HRC thì chúng ta cắt là nó sẽ bị ấy liền ha. Cắt thì vẫn được nhưng mà nó sẽ bị để lại dấu vết trên kìm. Cho nên là đừng nên sử dụng để cắt cái dây nóc ha. Cái cây này kích thước của nó chiều dài mà đo thực tế luôn á. Chiều dài đo thực tế đây đó là nó khi mà đo hết cái ngoài cán này là nó 20 cm. 20 cm. Có hai cái lỗ để chúng ta móc dây. Đó. Đặc thù của kìm Nhật là thường như vậy. Cái cán hãng nó phải nói là nó bảo đảm 100% cái cán này không bao giờ tuột ra nổi. Đối với chiếc kìm này, cái cấu trúc làm cái cán nó khác. À, cho nên là cái cán này không bao giờ tuột được. Cây BZ59 này giá của nó ở đây. Sang chuẩn bị giá sẵn có giá không rồi đây nè. BZ59 là 795.000. 795.000 thì sẽ khuyến mãi giảm 20% ha, giảm 20%. Đó. Và áp dụng cho tất cả các hình thức. 20% là còn bao nhiêu ta? 795 nè. Giảm 20% là còn 636.000 một cây. Đó. 636.000. Còn nếu mà trong cái video này mà anh em mua từ hai sản phẩm engineer trở lên, hai sản phẩm nha, sẽ được giảm thêm 5% nữa. Với là mua thêm một sản phẩm nữa, thí dụ như chúng ta mua một cây kìm, xong rồi chúng ta mua thêm một cây kéo đi. Đây, cây kéo BH55, kéo đa năng của engineer. Cái kéo này thì Sang đã giới thiệu nhiều rồi, chắc có lẽ là không cần giới thiệu chi tiết hơn nữa. Chỉ nói cái giá khuyến mãi hôm nay thôi ha. Nói sơ sơ ngang chứ ha. Nói cho anh em mới biết. Nó có cái vỏ nè, nhìn rất là ngầu, kiểu thiết kế đặc trưng. Đây. Cái kiểu này anh em thấy cái hai cái cán của nó sẽ lệch qua hai bên không? Và nó có một cái mép như thế này. Thường á cái kéo mình khi mà mình sử dụng á cắt xuống như này. À, nó sẽ quẹo qua. Nếu mà cái cán nó mỏng nó quẹo qua. Cán trên này nó sẽ bập xuống dưới cái này, nó đi hút luôn. Thay vì nó sẽ đối xứng với nhau nhưng mà nó đi hút luôn thì nó sẽ bị kẹt lại. Mà nhiều lần như thế thì cái kéo này nó sẽ bị không còn có, nó bị hở, nó không còn độ bén nữa. Đó. Cho nên là thiết kế cái mẫu cán như thế này là nó không còn bị nữa. 100% là không còn bị cái chuyện tình trạng đó nữa. Rồi, đối với cái chức năng của nó, thứ nhất ở đây đó là cắt dây kẽm. Cái phần này nó là nó cắt kẽm, cắt dây kẽm. Thì dây kẽm tầm khoảng 1.2 ly là chúng ta cắt thoải mái ha. Đưa vào đây, bập cái là nó đứt. Còn cái lỗ này á, cái cọng dây điện của mình á, chúng ta có thể tuốt được dây điện nè, đút vô đây ha. Đút vô đây xong cái lưỡi nè, anh em thấy nó bập xuống không? Thì tùy theo mình bập vừa cho nó đứt cái cọng dây điện thôi. Chúng ta xoay vòng ha, xoay vòng cái sợi dây hoặc là xoay vòng cái kéo gì đó, xong ta tuốt ra thì nó đứt dây điện. Đó là một cái công năng của nó nữa. Đó là hai công năng rồi phải không? Công năng thứ ba của nó là ở đây là chúng ta thấy là hai cái nó lõm vô này không? Nó lõm vô thì cái để dùng nó thêm cái thân cây đồ đó, chúng ta muốn cào chẳng hạn thì sử dụng cái này. Rồi, cái công năng thứ tư nữa của cái kéo này đó là cái phần này nè. Phần nó vát giống như cái lưỡi dao đó, dường như là gần giống cái lưỡi dao ha. Nó không bén lắm nhưng mà nó cũng gần giống lưỡi dao. Thì cái này nó mục đích là nè, chúng ta sử dụng từ gạch như thế này. Gạch như này thì nó sẽ tạo cái nếp hằn trên cái thùng, trên giấy thùng để chúng ta gấp ha, gấp thùng. Rồi cái phần răng cưa này, anh em thấy răng cưa rất là bén. Thì cái răng cưa này á, khi chúng ta cắt dây điện nào đó, chúng ta đút dây cắt nè, nó bám lại, nó không có trượt ra,
ta cắt xuống, cho nên là nó anh em có cảm giác là cắt cái kéo này nó sẽ bén hơn khá là nhiều. À, ngoài ra thì nói chung là cái kéo này nó là thép không rỉ nha em. À, chúng ta sử dụng trong gia đình để cắt gà, cắt vịt đồ nhỏ nhỏ vậy đó, là dư sức qua cầu. À, kéo nội địa Nhật, made in Japan này. À, chung là hàng này nó làm rất là chắc chắn, chất lượng. Và giá đợt này rất là tốt cho anh em khi mà chúng ta mua sớm trong ngày hôm nay ha, trong cái tuần này mới ra, mình mới về. À, thật ra thì giá nó không có thay đổi bao nhiêu nhiều lắm, nhưng mà tại vì đơn hàng đầu sang sẽ có cái giá khuyến mãi rất là tốt. Ở đây là cây này, là cái mã của nó là BH55, là giá bán hiện tại là 595.000. 595.000 sang sẽ giảm 20% cho cây kéo này. À, anh em có thể đặt ở trên website của Dụng Cụ 24.vn hoặc là lên Shopee cũng có luôn ha. Shopee thì nó giá nó hơi cao hơn một tí xíu. À, Lazada đó, những cái kênh đó. 595 nè, bây giờ chúng ta được giảm 20% là còn có 476.000 thôi, 476.000 cho cái cây kéo này. Nếu như mà anh em mua từ 2 cây trở lên, à, mua một cây mình dùng, mua một cây mình tặng ha, hoặc là cùng bạn bè gì đó mua chung, thì sẽ sang sẽ khuyến mãi thêm 5%. Lưu ý là cái video này sang đang phát vào ngày 28 tại tháng 10 đó, năm 2021, thì giá của nó là đang khuyến mãi là trong thời điểm này đó, trong một tuần. Còn sau thời điểm này thì giá nó không có cái giá khuyến mãi tốt như vậy ha. Để khi anh em khiếu nại sao mà lên trên video thì giá này nhiều người chưa nắm rõ thông tin đó, thì gọi điện lên nói bộ lừa gạt cái gì, thì cái đó là không có đúng nha. Đó là ở đây mình báo giá, người ta đã báo giá thẳng thừng ở trên video rồi. Rồi, cái kèm tuốt dây điện. Có anh thì hỏi sao có nhìn cái kèm nó cũng giống như cái kèm một cái hãng A, hãng B, hãng C rồi đó, sao mà giá nó cao vậy ha. Ví dụ như hãng Erwin chẳng hạn đó, thì có người so sánh Erwin nhìn giống cái màu xanh nó gần giống lắm, nhưng mà nó khác hoàn toàn. Anh em sẽ thấy nè, nó kiểu dáng thiết kế thì nó dường như là nó bản quyền nó gần giống nhau, nhưng mà về cái độ dày đây nè, cái phần lưỡi ngang này chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng của thằng engineer nó sẽ dày hơn cái thằng Erwin. Cái này mình sẽ không có so sánh gọi nhiều trực tiếp tên của những cái thương hiệu khác ha, nhưng mà chúng ta so sánh được. Kéo lại. À, mà có nhiều hãng đó thì nhìn nó sẽ giống nhau, nhưng mà về cái cấu trúc, cái thiết kế nó sẽ vật liệu nó sẽ dày hơn. Cái má này anh em thấy rõ ràng là nó dày hơn, nó sẽ dày hơn nha, dày hơn đó. Rồi cái lò xo nó sẽ dày hơn, thì cái kềm nó thường nó sẽ cũng hư cái lò xo này nè, và cái cán này nè nó cũng dày hơn. Cái mép này nè, cái mép nhôm này nè, nó cũng dày hơn luôn đó, nó dày hơn nha. À, cái kềm này nè, anh em cầm nó bóp thấy nó nặng tay, thì lý do là cái lò xo này nó dày hơn. Cái lò xo này nè, hai bên này nó tới hai cái lò xo này nha, cái lò xo này nè, lò xo này và lò xo đây, nó dày hơn của cái thằng khác, cho nên là bóp anh em thấy cảm giác là nó sẽ nặng tay hơn, nó đầm hơn. Rồi phần lưỡi nó sẽ là cái lưỡi cắt, phần bấm cót ở đây. À, lưỡi cắt thì anh em sẽ thấy nè, anh em mình gặp cái tình trạng là anh em nói là hai cái ngạnh này có sử dụng gòi, có cắt gòi, nhưng không phải. Đây nè, ở trên này nó cong xuống, cho nên là cái hai cái góc đó bắt buộc nó phải mài. Hai cái góc này nè, hai mép này bắt buộc nó phải mài, cho nên là cái zin mới của nó là lúc nào nó cũng mài hai cái cạnh hai bên, để mà chúng ta bấm sớm nó không có bị đụng vô hai mép đó ha. Nè, chứ không phải là kèm test đã qua sử dụng hay gì đó nha. Đó, bấm code các kiểu, tuốt dây điện.
thì ở đây cái kềm này nó tốt được là từ 0.5 cho đến 8 ly nè, 8 ly hả, không cho nên tới 8 ly. Nhưng mà thực tế thì cái 8 ly này là không biết là cái sợi dây nó tính là dây gì, nhưng mà khi mà xem lại thì nó là 6 ly nè, 6 ly đối với dây 0.05 nè, đến 6 ly, thực tế là nó 6 ly, 6 ly là chính xác hơn. Cái này nó được gia công ở Taiwan đó, của engineer nhưng mà gia công Taiwan. Cái mẫu này là không có, cái mẫu này là hàng Nhật, nó sẽ kiểu thí dụ như nội địa Nhật cái thường là cái kiểu nó là lắp tơ hay là của thằng về sale hay là của Mary á, thì cái kiểu đó đó nó mới có cái kiểu Nhật. Chỗ này là nó được gia công ở Đài Loan nhưng mà rất là chất lượng. Giá của cái cây này hiện tại là giá của nó ở đây là 759 ngàn, và giá sang khuyến mãi giảm 20% là 607 ngàn cho sản phẩm này. 607 ngàn, giá rất là tốt so với kỳ trước rất là nhiều ha, chỉ có 607 ngàn thôi. Lúc này anh em bây giờ nên chọn mua cây này. Bây giờ cây kia nó 500 mấy rồi, những thương hiệu khác gì đó nó 500 mấy rồi, quốc cây này nó ngon hơn ha, xịn hơn. 607 ngàn à, và giá là giá chưa có phí ship đó, anh em chuyển khoản thì sẽ được miễn phí vận chuyển. Cái mã đặt hàng của cái ông này á, là em cứ nhắn cái mã kìm BAW01 đây nè, BAW01 của hãng ha, BAW01. Cái kìm tuốt dây điện của cái loại này nè, nó rất là tiện, tức là chúng ta không cần nhắm cỡ vậy, cứ đút vô là bụp, đút vô là bụp. Ở đây hai con ốc này á là chỉnh cho nó nặng nhẹ và nó ăn sâu vô hay không thôi ha. Đó, cái má này nè anh chị, anh em chỉnh là nó sẽ nặng nhẹ hơn khi mà anh em bóp ăn sâu vô hoặc là nó ăn cạn hơn, chứ không có gì hết, ta chỉnh nhẹ cái được. Rồi, cái cử của nó cử bóp lại rồi xong một cái kềm này. Còn cái bộ tua vít thử điện của engineer này, bộ này rất là ngon. Cái bộ này mình thích nó cái chỗ là nó làm trong một cái hộp rất là ngay ngắn. Về ở bên trong cái cây vít á, thì dường như giống gần giống như cây Anet thôi, nhưng mà cái này nó được cái là nó để trong một cái hộp rất là lịch sự, cái hộp dày mà rất là lịch sự luôn. Lấy ra nó dễ dàng chứ gì chứ, lấy ra nó rất là tiện cho mình. Của engineer nhìn giống thì nó cũng giống như Anet thôi, mà Anet nó đều nó dở cái là trên cái thân của nó không có để thương hiệu mà nó để ngoài bao bì, điều đó là anh em không khoái. Bữa này thì nó sẽ dập cái chữ Made in Japan ở trên này đó, dập trên cán luôn, và cái thương hiệu ha, thương hiệu engineer. Cái bút thử điện này bút thử điện cơ thôi, ở đây nó sẽ là dấu trừ, hoặc hai dấu trừ, một dấu cộng BH2 BH1, một cái mũi dùi, một cái mũi lục giác để dặn những cái con ốc trong tủ bản tủ điện. Đây là 5.5 ly. Thì trong bản tủ điện là cái thông số con ốc nó thường nó là 5.5 ly. Đó là cái kỹ thuật luôn ha, 5.5 ly. Còn cái này là cái dùi. Dùi là bởi vì á, cái tủ điện của mình á, khi mà nó sản xuất á, tủ điện nhựa đó, hoặc là tủ điện kim loại chẳng hạn, nó không có phát sẵn lỗ cho mình, hoặc là nó có phát thì nó sẽ chừa lại cái găng để cho mình khui ra, để mình khui ra ha, chứ nó không có phát luôn. Thì cái này là khi người ta gắn vô, người ta đâm lủng cái lỗ đó, hoặc là người ta dùi lỗ. Đây là cái mục đích của cái mũ này. Cái này thì thân nó dài, khi mà gắn vào á, cái mũi vít này nè là chiều dài của nó, bản thân của mỗi mũi á là nó được 12.5 cm. Khi chúng ta gắn vô thì cái vít này nó dài đâu đó là khoảng được là 20 á, tầm 20 cm tổng dài của cái vít luôn á. Nó để trong cái hộp rất là lịch sự, dày dặn như thế này. Thì cái bộ này á, giá của Sang đang bán ở đây. Cái bộ này là bộ DK06. Mã đặt hàng của bộ này là DK06. Bộ tua vít giá 470 ngàn.
470.000 và giá khuyến mãi 20% thì còn lại là 470 mà giảm 20% là chúng ta còn có 376.000 thôi. 376.000. Đó, anh em tranh thủ đặt cái đợt này. Giá khuyến mãi rất là ngon lành luôn. Rồi, ở đây cái kính lúp hôm nào anh em hỏi đó, không có khuyến mãi kính lúp hả? Đây, sang đợt này sang nhập về đi. Phục vụ anh em và khuyến mãi nè. Giá nó tốt nữa. Ha, kính lúp của Engineer nội địa Nhật. Chữ dập rất là rõ thông số luôn. Japan ở đây. À, cái đường kính cái loại này thì nó không có loại lớn nha anh em. Nó chỉ có tới đây thôi. Cái đường kính của cái này đó là nó 60 khoảng 62 mm á. Còn tổng bên ngoài này nó sẽ là 65. À, 65. Cán nó là bằng cán gỗ. Sơn rất là đẹp luôn ha. Sơn rất là đẹp. Nhìn vô là biết hàng xịn liền. Thì cái này mã đặt hàng của nó kính lúp nè, SNL 72. SNL 72 thì giá của nó ở đây là 615.000. 615.000 sẽ giảm 20%. 615 mà giảm 20% là còn lại là 492.000 thôi. Quá tốt luôn. 492.000 sản phẩm này. Anh em nếu mà mua một đôi à, nếu mua một đôi nha, mua tặng bạn bè đó, mua cho người thân thì giảm thêm 5% nữa. Hả? Giảm thêm 5% nữa khi nếu mà mua một đôi nha là 25 á, còn mua một cái thì là 20. Và áp dụng cho tất cả các hình thức. À, chuyển khoản thì được ship, còn ship code thì anh em trả phí ship. Cuối cùng là một cái kìm nhọn. Nếu mà anh em mua, anh em nên mua hai món như hồi nãy Sang nói đó. Một cái kìm điện hoặc là một cái kìm nhọn nữa là mua nguyên cặp luôn, nó là nguyên bộ của nó. Cái kìm nhọn thì nó cũng là tháo ốc hư luôn đó, nhưng mà nó tháo những cái con ốc nhỏ ở trong những góc kẹt à, ví dụ như trong con ốc nhỏ như thế này à, nó dặn ra trong góc kẹt rồi đó. Nhất là những cái dàn áo xe rồi ha, rồi là một số con ốc ở trong cái xe nó nhỏ quá mà nó nằm trong góc kẹt, người ta nó lâu ngày nó bị reset rồi đó, dặn vít không được thì sử dụng cái kìm này. Nó cũng có chức năng cắt. Cái chiều dài của cây này đo thực tế tổng thể là nó 19 cm. 19 cm ha, chưa được 2 tấc. Nhưng mà cái hàm của thằng này nó khác những cái thằng khác. Nó là nó đan vào nhau giống như cái kìm điện hồi nãy. Nó đan vào nhau. Mà cái khoảng đan của nó rất là dài. Khoảng đan nó dài thì chúng ta kẹp vô nè. Kẹp vô chúng ta giữ cái là nó dường như là nó không có tuột được. Anh em thấy là cầm nhẹ, Sang cầm tay lực rất là nhẹ chứ không phải là bóp nặng nha. Nên tôi dịch đi. Tại vì cái hai bản thân của này nó đan vào nhau cho nên là nó giữ lại cho mình. Nên là cái lực tay của mình nó sẽ nhẹ đi bớt đi nhiều. Thì cái cây này là BZ60. BZ60 là giá của nó là 685.000. 685. Chúng ta được giảm 20% là còn có 548.000. 548.000 cây này. Đó. Nếu mà anh em mua một cặp BZ59 và BZ60 sẽ được giảm thêm 5%, giống như cây nãy nè. Giờ nãy mình nói cây này nếu mà mua riêng của nó thì là giảm 20, và mua thêm một món của Engineer nữa thì giảm 5% là gì đó. Đó. Và áp dụng cho tất cả các hình thức luôn. Rồi. Thì sơ bộ đó là một số sản phẩm của Engineer và Tesco. Anh em có thể lên website dụngcụ24.vn để chúng ta đặt. À, nếu như mà buổi tối vậy đó, anh em rảnh á, anh em không nhắn tin được, nhắn tin không có trả lời thì cứ lên website chúng ta đặt luôn, hoặc là lên Shopee của dụng cụ 24, Lazada dụng cụ 24. Rồi, dụng cụ 24 cảm ơn em đã dành thời gian ra xem. À, nhớ là bấm đăng ký kênh và cái chuông để nhận những thông báo mới. Sang xin chào cả nhà.